U23 Việt Nam vẫn biến hóa và khó lường ở tứ kết. Vượt vòng bảng U23 châu Á với thành tích bất bại, đội bóng của huấn luyện viên Gong Okia vẫn cho thấy họ có thể chơi bùng nổ hơn nữa tại tứ kết. U23 Việt Nam khép lại hành trình vòng bảng U23 châu Á với cái kết mỹ mãn. Phan Tuấn Tài cùng đồng đội trở thành đội Đông Nam Á đầu tiên bất bại ở vòng bảng, cầm hòa đương kim vô địch Hàn Quốc, để lại ấn tượng đậm nét về cả kết quả lẫn lối chơi dù thời gian chuẩn bị hạn chế trước thềm giải đấu. Tuy nhiên, điểm đáng nói nhất của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Gong Okia là qua từng trận, các cầu thủ đều tiến bộ hơn và lần lượt chứng tỏ mình. U23 Việt Nam vẫn chưa lộ hết sức mạnh dù đã lọt tới vòng tứ kết. Khối Rubik của Gong Okia. Huấn luyện viên Gong Okia đã có nhiều quyết định táo bạo, thậm chí đến mức liều lĩnh ở giải U23 châu Á khi xếp đội hình 4 hậu vệ, thúc đẩy lối chơi pressing và tấn công chủ động, vốn không thường thấy dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo trước đó. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt cầu thủ lên chuyến tàu phiêu lưu, nơi ông đánh giá U23 Hàn Quốc cũng chỉ là một ngọn sóng dữ mà U23 Việt Nam có thể chinh phục. Chúng tôi không có ý định thủ hòa Hàn Quốc mà lên kế hoạch để có 3 điểm. Mục tiêu của U23 Việt Nam là chiến thắng, huấn luyện viên Gong nói. Không nhiều đội bóng ở châu Á có thể chơi với tâm thế này trước U23 Hàn Quốc. Cách bố trí đội hình ở trận gặp U23 Malaysia tiếp tục cho thấy độ liều của huấn luyện viên Gong Okia là không có giới. Hàn. Ông thay đổi cả năm tiền vệ, trao cơ hội cho những cầu thủ chưa từng đá chính trước đó như Dùng Quang Nho, Nguyễn Thanh Nhân, Nguyễn Hai Long hay Trần Văn Công. Thay mấy tuyến giữa ở trận đấu buộc phải thắng là minh chứng cho thấy huấn luyện viên Gong tin tưởng năng lực của các cầu thủ dù trước giải, ông thừa nhận mình phải thức đêm để thuộc tên học trò. Với hàng tiền vệ mới, U23 Việt Nam vẫn chơi áp đảo U23 Malaysia, dứt điểm 21 lần. Cả hai bàn đều có dấu ấn của những tân binh hàng tiền vệ khi Thanh Nhân tạt bóng cho Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn, còn Quang Nho ngoặt bóng khiến hậu vệ U23 Malaysia phạm lỗi chịu thẻ đỏ. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Gong thay thêm 3 tiền vệ nữa vào sân, thế trận vẫn không thay đổi. Đó là thông điệp mạnh mẽ của huấn luyện viên Gong để đáp trả lại hoài nghi cùng những định kiến không đáng có mà U23 Việt Nam phải nhận trước giải. Đội bóng của Gong Okia có thể chưa sở hữu những ngôi sao tầm cỡ Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu như 4 năm trước, song U23 Việt Nam có sức mạnh tập thể cùng sự đồng đều ở cả 3 tuyến. Chấm. U23 Việt Nam dùng nhiều bộ khung đội hình vẫn có thể chơi ở mức từ tròn vai đến tốt. Sau 3 trận, huấn luyện viên Gong Okia đã tạo cơ hội ra sân cho 22/23 cầu thủ. Ông vừa đảm bảo chiến thắng, vừa mang đến trải nghiệm thi đấu cho càng nhiều học trò càng tốt. Xoay vòng cầu thủ ở giải đấu khắc nghiệt và giàu áp lực như U23 châu Á không phải chuyện đơn giản. U23 Việt Nam xoay Rubik lối chơi liên tục từ tấn công áp đặt, phòng ngự phản công, đánh biên tới trung lộ. Ở mặt nào, các học trò của thầy Gong cũng mang tới nét chấm phá tích cực. Quyết định thay 5 tiền vệ trước U23 Malaysia không còn khó hiểu khi đặt vào tổng thể triết lý dùng người của huấn luyện viên Gong Okia ở giải đấu này. Khi đã có niềm tin, mọi lựa chọn đều trở nên dễ dàng. Vùng đất mới của U23 Việt Nam. U23 Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên và vào tứ kết. Trước giải đấu này, không ai nghĩ chúng tôi sẽ làm được điều đó, huấn luyện viên Gong Okia chia sẻ. Cựu trợ lý U20 Hàn Quốc muốn đưa cầu thủ tới những miền đất mới, nhưng thực tế, chính đội U23 Việt Nam của ông cũng đang là vùng đất mới còn nhiều tiềm năng khai phá. U23 Việt Nam không phụ thuộc vào cầu thủ nào, cũng không cố định theo một vài khuôn mẫu cụ thể. Trong 3 trận, huấn luyện viên Gong đã xoay chuyển nhiều sơ đồ từ 4-1-4-1, 4-4-2, 4-3-3 đến 4-2-3-1. Nhiều thời điểm, ông còn để học trò tái hiện hàng phòng ngự 5 người quen thuộc dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Bộ khung đội hình chỉ được giữ cố định một nửa một thủ môn, 4 hậu vệ và một tiền đạo, 5 vị trí còn lại vẫn là cuộc cạnh tranh mở, đòi hỏi các cầu thủ phải nỗ lực hết mình để chiếm suất đá chính. Sự cạnh tranh trong lòng U23 Việt Nam luôn được đảm bảo nhờ phong cách dùng người của huấn luyện viên Gong Okia, mọi cầu thủ nỗ lực và có phong độ cao đều được trao cơ hội. Lý Công Hoàng Anh từng được gọi lên tuyển Việt Nam, đang giữ chức đội phó nhưng số phút ra sân không bằng Lương Duy Cương. Vốn là một trung vệ được đẩy lên chơi tiền vệ phòng ngự. Huấn luyện viên Gong Okia luôn gây bất ngờ cho đối thủ ở cả lối chơi lẫn cách bố trí đội hình. Tương tự, Hai Long là một trong những cầu thủ trẻ đáng xem nhất V-League, song số phút thi đấu từ đầu giải không bằng Khuất Văn Khang hay Nguyễn Văn Trường. Sự bình đẳng trong khâu dùng người giúp huấn luyện viên Gong luôn thúc đẩy học trò tiến về phía trước. Miễn là nỗ lực đủ nhiều, ai cũng có cơ hội thi đấu. Việc liên tục xáo trộn đội hình cũng giúp U23 Việt Nam vẫn là ẩn số trong mắt nhiều đối thủ dù đã căng sức thi đấu 3 trận vòng bảng. 5 bàn thắng được ghi bởi 5 cầu thủ khác nhau, được kiến tạo bởi 4 cái tên trải dài từ hậu vệ tới tiền đạo. Không thể biết huấn luyện viên Gong Okia sẽ xếp đội hình nào, chú trọng vào hình thái chiến thuật gì ở trận tới.
U23 Việt Nam vẫn trong giai đoạn thành hình, thậm chí có thời điểm sai lầm. Nhưng còn sai lầm, tức là còn tiến bộ. Lối chơi của đội biến hóa, linh hoạt qua từng trận đấu nhưng vẫn giữ được nền tảng chắc chắn. Nhiều người cho rằng U23 Việt Nam đang chơi với rủi ro thủng lưới lớn hơn so với thời huấn luyện viên Park, nhưng nên nhớ, đội bóng của huấn luyện viên Gong O kia chỉ chơi 20 phút trong tổng số 270 phút vòng bảng ở thế bị dẫn bàn. Tức là U23 Việt Nam có thể ghi bàn hoặc không nhưng luôn đảm bảo điều kiện không thua. Đây là yếu tố cốt lõi huấn luyện viên Gong kế thừa từ người tiền nhiệm rồi xây đắp dấu ấn của mình trên nền tảng ấy. Một U23 Việt Nam với đầy đủ sự hưng phấn, tự tin và còn nguyên những ngòi nổ chưa tháo kíp sẽ là chướng ngại lớn với bất cứ đội bóng nào ở tứ kết. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally